Xin chào cô và tất cả các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Mai Linh, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Mã sinh viên của em là CUV021HP011. Trong video ngày hôm nay thì em có bài tập liên quan đến môn kỹ năng thuyết trình. Và bài tập của em hôm nay là sẽ nói lại những gì ở trong buổi học mà thầy đã giảng. Thì đầu tiên, trước khi chúng ta lên thuyết trình thì cái việc chúng ta cần chuẩn bị ở nhà đó là chúng ta phải xác định được mục tiêu là chúng ta sẽ nói cái gì và chúng ta sẽ làm về chủ đề gì, lĩnh vực nào hoặc là sản phẩm của chúng ta là cái gì. Có thể chúng ta sẽ nói về mỹ phẩm hoặc là cuộc sống hoặc là môi trường hoặc là doanh nghiệp, một vấn đề gì đó mà chủ đề gì đó mà chúng ta thông thạo mà chúng ta cảm thấy chúng ta nói tốt được. Hoặc là về sản phẩm, chúng ta muốn PR một sản phẩm nào đó cho đến người dân hoặc là những người người ta hướng đến những người ta muốn chưa biết và người ta sẽ ép mua. Thì những sản phẩm đó có thể là những loại nước mới, những cái nồi niêu xoong chảo mà đa dạng hơn hoặc là nó chống dính, hoặc là những cái sản phẩm thì nó hữu ích đối với cả trọng đối với gia đình và bản thân họ. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những bài nói sao cho nó nghe thật là phong phú, hợp lý. Và tất nhiên là chúng ta không nên chặt chém quá, chúng ta nên nói như thế nào để mà hướng họ, khiến cho họ mua, mà chúng ta sẽ nói bằng cảm xúc chứ chúng ta không nên nói bằng lý trí. Thì đó đầu tiên là chúng ta phải xác định được mục tiêu. Rồi tiếp đến là chúng ta phải chuẩn bị được bài nói. Bài nói ở đây chúng ta phải thật là thành thạo. Và tất nhiên là bài nói của chúng ta thì chúng ta phải thuộc lời, thuộc những ý mà chúng ta cần nói, những ý mà chúng ta sẽ nói, hướng đến cho tới khách hàng. Và những ý mà chúng ta làm cho khách hàng phải mua sản phẩm của mình, phải khiến cho họ bị thu hút bởi cái sản phẩm đó. Hoặc là mình nói cái gì đó mà khiến cho họ phải nghe, họ sẽ lắng nghe mình nói vào một vấn đề nào đó hoặc một chủ đề nào đó. Thì khi ví dụ như khi mà đến một vấn đề nào đó mà chúng ta không nắm bắt rõ được thì chúng ta có thể mượn lời của người khác. Có nghĩa là trong một sản phẩm đó mà có người phát minh ra cái đó, ra một sản phẩm đó hoặc là một cái gì đó, thì chúng ta chưa rõ về sản phẩm này, chúng ta chưa hiểu hết được công năng tính dụng của nó như thế nào cả, thì chúng ta có thể mượn lời của họ và chúng ta PR họ lên, chúng ta mời họ nói. Khi như vậy thì tất nhiên là người ta sẽ rất là thích, tại vì là người ta được đứng trước sân khấu để nói, người ta được PR sản phẩm của chính mình và được PR chính bản thân mình nữa. Thì đó cũng là một lợi thế cho mình khi mà đứng trên sân khấu. Và để mà biết được họ có phải là người phát minh ra được sản phẩm đó hay không thì chúng ta phải đến trước, đến sớm để mà hỏi những người biên tập viên ở đó, đạo diễn ở đó hoặc những người mà phụ trách ở sân khấu. Mình phải hỏi trước và mình phải kêu họ chỉ ra cho mình ngồi hàng ghế nào, chỗ nào, để mà mình lúc mà mình đến sản phẩm đó mình không biết thì mình cũng có thể hỏi đến họ. Tiếp đến là công cụ hỗ trợ. Thì công cụ hỗ trợ ở đây sẽ phải tùy thuộc vào mỗi người rằng là họ sẽ nói về cái gì và người ta sẽ làm cái gì để mà họ cần đến công cụ hỗ trợ đó. Thì nếu mà về sản phẩm thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải có công cụ hỗ trợ, đúng không? Hoặc là chúng ta làm về thí nghiệm thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có công cụ hỗ trợ. Khi mà chúng ta đi thuyết trình như vậy hoặc chúng ta đi PR sản phẩm như vậy mà chúng ta không mang theo thì tất nhiên bởi thuyết trình đó sẽ bị fail và hoàn toàn mất đi một ngày mà mình đã bỏ bao nhiêu ngày ra để mà luyện tập cũng như là thực hành để mà đợi ngày hôm đấy mà chúng ta lỡ quên thì buổi ngày hôm đó coi như mất đi. Thì tiếp đến đó là quy mô của buổi thuyết trình.
thì chúng ta nên cũng phải nên đến đến sớm. Đến sớm ở đây thì chúng ta sẽ nhìn sơ qua được cái sân khấu, xem rằng là máy chiếu nó ở đâu, cái bục nó ở đâu và loa nó ở đâu. Nếu mà loa với cả bục nằm ngay bên phải thì tất nhiên máy tính của mình hoặc cái đồ mình mang đi thì tất nhiên sẽ để ngay bên cạnh bên phải cho mình, chứ chúng ta không thể nào đặt sang bên trái, rồi chúng ta vòng dây dây lọ sang dây kia thì nhìn nó rất là mất thẩm mỹ, và nhìn nó đi sân chơi sân khấu thì nó sẽ rất dễ bị vấp ngã. Và cái việc mà nhìn nó mất thẩm mỹ như vậy và nó dễ bị vấp ngã như vậy thì cũng dẫn đến đó là fail trong buổi thuyết trình ngày hôm đó. Hoặc là mình để dây dọn nó không được gọn gàng, nó cứ bày bừa ra như vậy thì cái người mà người ta mời mình đến để nói thuyết trình hôm đó thì tất nhiên là họ sẽ không nói với mình luôn ngay từ trong buổi thuyết trình, mà đợi khi mà chúng ta thuyết trình xong, chúng ta PR sản phẩm xong thì lúc đó người ta sẽ nói với mình, và khi mà mình nhận ra thì cũng khá là muộn. Để mà có khi chính vì cái sự bày bừa như vậy người ta lại không hợp tác với mình nữa, thì tất nhiên là chúng ta sẽ nên đến sớm một chút để mà chúng ta quan sát hết được tình hình sân khấu như thế nào, chỗ ngồi của khách của mọi người ra sao. Nếu mà chỗ ngồi của mọi người chỗ ngồi của mọi người mà nó kiểu như là hàng ghế nó bị xô lệch, nó không được thẳng tắp cũng như là không được nhìn được đẹp mắt, thì mà trong cái hội trường thì nó quá đông quá nhiều, thì chúng ta có thể đợi mọi người đến và chúng ta nói một cách khéo léo để mà nhờ họ chỉnh chỉnh lại chính chỗ ngồi của mình để sao cho nó được đẹp nhất. Và tất nhiên khi mà họ chỉnh như vậy mình cũng là một người có lợi và tất nhiên họ cũng có lợi, họ sẽ nghe được rõ sản phẩm mình đang nói và cũng như chủ đề của mình đang nói, như chủ đề của mình đang nói hoặc là mình đang thực hành một cái gì đó, thì chúng ta cũng nên quan sát một cách kỹ càng và kiểm tra một cách chắc chắn về như là loa này, máy tính của mình này, cũng như cái bài mà mình thuyết trình hôm đó để được một cách gọi là thuận lợi nhất. Tiếp đến thì đó là chuẩn bị bài rồi. Đó, như em vừa nói thì chúng ta cũng nên đến sớm để mà chuẩn bị bài, để một phần là để chúng ta xem xét lại cái bài đó như thế nào, xem nội dung này đã được ok chưa, hoặc là cái phần này hình như là cũng chưa được ổn lắm, để mà mình có thể chỉnh lại trong một cách gọi là nhanh chóng nhất. Và khi mà chúng ta đến sớm như vậy mà chúng ta đi PR sản phẩm thì tất nhiên khi mà chúng ta đến sớm mà chúng ta vô tình quên sản phẩm ở nhà hoặc là sản phẩm ở ngoài gì đó để ở ngoài chưa kịp bê vào hết, thì lúc đấy chúng ta sẽ có thời gian để mà bê hết chúng vào, chứ không thể nào mà chúng ta đợi hết khách hàng đến, mọi người đến hết rồi chúng ta mới bắt đầu đi bê sản phẩm vào, thì lúc đấy mình đã fail rồi, mình không làm tốt được cái buổi thuyết trình của mình ngày hôm đấy. Và mình cũng phải bắt khách hàng đợi, khi mà họ đợi như vậy thì họ sẽ rất là khó chịu, tại vì là mình là người thuyết trình mà họ sẽ nghĩ rằng tại sao ông ấy không chuẩn bị trước, trước khi mình đến, mà tại sao mình đến rồi ông bắt đầu chuẩn bị. Thì đối với rất nhiều người thời gian họ không có nhiều, họ có rất nhiều công việc phải làm, thế là để mà họ sắp xếp được một ngày hoặc là một tiếng 2 tiếng gì đó để đến cái buổi với buổi thuyết trình đó thì họ cũng đã phải cố gắng sắp xếp lịch trình của mình một cách gọi là ổn thỏa nhất, một cách phải nhanh chóng nhất để mà mình đến được buổi thuyết trình ngày hôm đó. Thì khi mà mình đợi khách đến rồi mình bắt đầu bê sản phẩm vào thì tất nhiên đôi khi đối với họ thời gian là vàng là bạc, 1 2 phút họ đối với họ cũng rất là quý, họ cũng có thể làm một bất cứ từ điều gì đó. Thì khi mà họ đợi 1 2 phút thì rồi họ bắt đầu mất kiên nhẫn, rồi có khi đến gần nửa tiếng sau mới bắt đầu vào chương trình thì có khi họ đã rời đi rồi, họ đã bắt đầu làm một công việc khác của họ, thì lúc đấy chúng ta mất đi một khách hàng, chúng ta mất đi một người mà có thể sẽ mua sản phẩm của mình, sẽ chú ý lắng nghe chủ đề của mình hướng để mà người ta hướng tới hoặc là người ta ủng hộ theo. Nếu mà chúng ta đã mất đi một người thì đó, chúng ta nên đến sớm để mà chuẩn bị tốt
những cái gì mà chúng ta cần làm. Và chúng ta cũng phải lên xem xét, như là chúng ta nhìn lại diện tích quy mô này, xong rồi là chỗ ngồi của khách này, và tất nhiên là phải khớp với cả chương trình, từ sản phẩm cho đến dụng cụ. Như mình làm thí nghiệm thì tất nhiên là cái việc mình làm ở nhà nó thành công rồi, thì nhưng mà nó là sản phẩm mới nên là không thể nào biết được rằng là nó có bị trục trặc lúc nào hay không, thì chúng ta cũng nên đến sớm để mà chúng ta chuẩn bị tốt cái phần thí nghiệm đó, để trong khi buổi thuyết trình nó không bị fail, nó không bị thất bại, và buổi thuyết trình của mình ngày hôm đó nó được diễn ra một cách thành công viên mãn. Và chúng ta nên khi mà chúng ta thuyết trình thì nếu mà ở bên bộ phận đó người ta bảo là đầy đủ rồi nhưng mà không biết được rằng là nó sẽ hỏng hóc cái gì, đúng không, thì tốt nhất chúng ta nên tự chuẩn bị cho mình một số thứ như là loa, mic hoặc là máy chiếu, máy tính đó, một số cái đơn giản nhất mà mình có thể mang theo nhỏ gọn để mà mình chắc chắn rằng là trong buổi thuyết trình của mình đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Và chúng ta nên có một cái bút và cuốn sổ trong người để mà mình có thể ghi chép lại những cái lúc mà đợi khách đến hoặc là những lúc mọi người đi, để mà mình biết được rằng khách hàng có nhu cầu như thế nào, hoặc là ghi nhớ lại những lời người ta nói để cuối giờ mình ghi lại để mình tham khảo thêm vào ý kiến của mình. Và cuối cùng sẽ là bản thân của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta đi thuyết trình thì chúng ta phải giữ một tâm lý thật là tốt, một thật là vững chắc, và con người chúng ta phải tràn đầy năng lượng để chúng ta truyền cái sự năng lượng tích cực đó đến cho người ta, chứ không thể nào mà chúng ta mang cái năng lượng tiêu cực đó đến với họ. Tất nhiên là khi mình đứng trên sân khấu thì bản thân chúng ta sẽ hay dễ bị run và tâm lý sẽ không được vững chắc, và còn một số người đến coi thì họ lại không chú trọng vào lời mình nói, họ lại thích làm việc riêng, thì chính họ cũng sẽ mang đến kéo mình cái buổi thuyết trình của mình xuống nó không được tốt. Chính thì mình lên chuẩn bị cho bản thân mình một tâm lý thật là tốt, mình có thể nghe nhạc trước khi vào buổi thuyết trình, hoặc là mình có thể làm một cái gì đó cho cơ thể chúng ta tràn đầy năng lượng tích cực để mà mình truyền tải được cái năng lượng tích cực đó đến với mọi người, để mọi người lắng nghe, và mình sẽ truyền tải được hết sản phẩm muốn mình PR, hoặc là một cái chủ đề gì đó, hoặc là một cái gì đó mà muốn mọi người hợp tác với mình đó. Video của em đến kết thúc rồi, em cảm ơn tất cả thầy cô và các bạn đã xem.